là vườn của ông Trịnh Công Hùng, là thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp Thương mại Dịch vụ Xuân Lập, với diện tích của vườn là 2 hecta, giống sầu riêng chủ yếu. Quý vị phường Xuân Lập trong buổi sáng ngày hôm nay xin được trân trọng kính mời. Hiện hồ sơ gửi về Cục Bảo vệ Thực vật đề nghị Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt mã số. Đây là cơ sở tiền đề để đảm bảo việc xuất khẩu sầu riêng chính thức ổn. Quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và toàn thể quý vị đại biểu doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến tham dự. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, MIC có 5 loại trái cây nông sản xuất khẩu theo hình thức ký kết nghị định thư gắn kiểm tra thẩm định. Đến nay Trung Quốc chính thức nhập khẩu trái sầu riêng Việt Nam. Lãnh đạo Ủy ban tỉnh và người dân trồng sầu riêng cả nước nói chung, người dân tỉnh Đồng Nai nói riêng được khẩu sang thị trường đầy tiềm năng này. Kính thưa quý vị đại biểu, 145 hecta sản lượng 69.000 tấn các giống sầu riêng chủ yếu là Ri6. Định hướng đến 2030, mục tiêu của Đồng Nai là phát triển nông nghiệp bền vững trên cơ phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, tập trung vào phát triển, triển khai thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp để phát triển nền nông nghiệp tỉnh nhà, đặc biệt là tập trung xây dựng pháp nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của các nước nhập khẩu. Hiện nay trên địa bàn có 100 gặt hái những thành quả nêu trên là nhờ vào sự nỗ lực, sự giúp đỡ tích cực, của biệt là sự hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Bên cạnh thành đến các đồng chí lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các bước vào thị trường Trung Quốc, đặc biệt gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người nông dân nông sản xuất khẩu chủ lực của Đồng Nai. Tỉnh Đồng Nai luôn mong muốn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các bộ nghiệp tiếp tục đồng hành, mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao ra thị trường thế giới và nhiều sản phẩm trái cây của tỉnh, mở rộng thị trường, xuất khẩu và các tiềm năng khác. Cảm ơn những lời chia sẻ đồng từ Châu. Phó Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh, kính thưa toàn thể các quý vị lãnh đạo, thay mặt cho lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng và chia sẻ niềm hân hoan này với tất cả các đồng chí đồng nghiệp và bà con nông dân của tỉnh Đồng Nai. Ngành nông nghiệp Đồng Nai đang tiến dần đến các sản xuất chuyên nghiệp, hiện đại, bền vững và nhiều sản phẩm đa dạng, chất lượng và có giá trị cao. Và tôi rất vui mừng và được thay mặt cho lãnh đạo bộ về đóng gói đảm bảo chi tiết và chính xác.
Và tôi tin tưởng rằng những nỗ lực của Đồng Nai cũng như bà con sản xuất sầu riêng trong cả nước đã được đền đáp, và chúng ta cũng đừng quên đi câu hỏi rồi sao nữa. Rồi đây chúng ta phải làm sao nữa để bảo đảm duy trì đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật của nước nhập khẩu, làm sao nữa để xây dựng thương hiệu sầu riêng Việt Nam trở nên có tiếng tăm trên thị trường quốc tế, và làm sao nữa để... Tôi rất hân hạnh được đại diện cho Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh tham dự buổi lễ công bố xuất khẩu truyền thống sầu riêng đầu tiên theo nghị định thư đầu tiên giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Hai nước láng giềng sông núi tương liên gắn bó nhau như vôi với răng, cùng chung chí hướng, cùng chung vận mệnh. Trong những năm gần đây, mối tình hữu nghị vừa là đồng chí vừa là anh em giữa hai nước không ngừng được duy trì. Trung Quốc 2大师弟 đi vụ hậu, Ủy viên Tổng Thống Chủ tịch Trung Quốc Hà Nội, Xi Jinping Tổng Thống Chủ tịch và Tổng Thống Trung Quốc, 就是两国最高领导人共识落到实处的最佳见证。tuyên bố chung Việt Nam. Hai, một. Xin được mời quý vị đại biểu.